của lão cư sĩ Diệu Âm, và kế đến kính xin ban tổ chức chuyển đến cho máy niệm Phật đường A Di Đà đạo tràng Tùy Duyên Hà Tĩnh ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nào bạch thầy, thầy đang nghe con nói chưa thầy? Nghe. Dạ thưa thầy, con xin đọc dung câu hỏi của một chị Đông Tú ạ. Dạ con xin gửi thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào lão cư sĩ Diệu Âm. Con rất tin vào Phật A Di Đà và tin chắc thế giới Tây Phương Cực Lạc là có thật. Nên ngày đêm con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con không nguyện xin về Tây Phương, con không nguyện xin Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Con cũng không cần hộ niệm vì con tin rằng con phó thác thân mình cho Phật A Di Đà. Con tin vào tha lực của Ngài, thì dù có bị tai nạn bất ngờ hay ra đi bất đắc kỳ tử trong trường hợp nào, trước khi tắt hơi con cũng được Phật cứu. Con nghĩ như vậy có đúng không? Con xin tri ân lắm chú sĩ Diệu Âm. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con xin kính gửi thầy. A Di Đà Phật. Chư vị nói là con tin Phật mà không chịu làm theo lời Phật dạy, lại cãi lời Phật mà gọi là tin Phật, tin cái kiểu gì kỳ lạ vậy? Con tin đại nguyện của Đức A Di Đà mà con không chịu làm theo đúng đại nguyện của Ngài vậy, mà làm theo ý nghĩ của mình. Chư vị dối thật nhé, chưa thành Phật mà đã cãi lời Phật dạy rồi mà biếu con sẽ đi về Tây Phương với Phật. Chư vị dối thật đấy nhé. Chư vị nghĩ rằng là tôi tin Phật thì tôi về với Phật, mà Phật nói một câu mình bắt một câu, Phật dạy một lời mình bắt một lời. Tín nguyện hạnh là ba cái điểm Phật nói đến vô cùng vô tận chúng sanh, vô cùng vô tận thời gian, hàng ngàn vị Phật thay phiên nhau thị hiện xuống thế gian này, sau cùng cũng nói tín nguyện hành cho chúng sanh mà chúng sanh không chịu làm, mà nói là con sẽ về Tây Phương Cực Lạc. Cái tâm cái lời Phật mà chư vị nói là tôi sẽ đi về Tây Phương với Phật, có vị Bồ Tát nào mà tới đón chư vị về đây rồi ngang ngạnh với các ngài dễ không được, chẳng lẽ về trên đó các ngài phải đuổi xuống sao? Đâu có chuyện đó. Tất cả duy tâm tạo, chư vị không nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì tâm của chư vị nguyện cái gì đấy? Phàm phu tục tử tội chướng quá nặng. Phật dễ như vậy, chư vị này Phật nói sai rồi, tôi là thành Phật rồi mà tại sao lại Phật lại nói tôi là phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng? Phật quán sai rồi, chứ bị cái luôn lời Phật dạy. Thế thì nói khi mà tôi nằm xuống, khi tôi bệnh thì tôi nghĩ Phật thì đưa cho. Khi chư vị nằm xuống, chư vị có nghĩ đến cơn đau không? Khi ra ngoài bị người ta công kích, chư vị có nóng giận không? Khi đêm hôm qua đêm kia gì đó có người trong nhà vào nhà chư vị ăn trộm, chư vị có dắt cái dí người ăn trộm không? Chư vị có ra báo cáo công an không? Có làm đơn kiện cái vị mà ăn trộm của mình không? Chư vị nói cái người ăn trộm này vào nhà lần sau tôi chết luôn. Chư vị có phát tâm đánh chúng sanh không? Hàng vạn ý niệm chúng sanh phàm phu tạo tội mà chư vị không biết, chỉ dành một vài phút nghĩ lung tung beng mà nói rằng tâm tôi nghĩ Phật, tâm tôi nhớ Phật, nhớ cái gì mà Phật dạy không nghe. Tôi niệm Phật mà tôi không nguyện vãng sanh thì chư vị niệm Phật cầu cầu gì đấy? Dẫm không biết đúng không chư vị? Tin Phật phải nghe lời Phật dạy, phải y giáo phụng hành mới là người con Phật, mới là người đệ tử Phật, mới có thể đi thành Phật được. Mình niệm Phật mà tâm nguyện lung tung, vọng tưởng đủ điều, phàm phu mà cứ nghĩ mình là
Đấng dắt Bồ Tát trên cõi Tây Phương xuống đây rồi, thì ngay cái ý niệm này là một cái sai lầm. Mong cho những người mà suy nghĩ thế này mau mau tỉnh ngộ, quay đầu lại theo đúng lời Phật dạy, mới có cơ duyên thoát vòng sanh tử, vãng sanh thành đạo. Nếu chư vị lấy ý nghĩ của mình làm chính mà loại mất cái ý nghĩ của Phật, chư vị ơi, chư vị có biết rằng là ý nghĩ của mình sai lắm không vậy? A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Và kế đến, con kính xin đọc một